sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lý do thủ lĩnh Chechnya Kadyrov khóc khi nghe ông Putin phát biểu. Pháp gửi lựu pháo mà Đan Mạch từ chối cho Ukraine. Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế phát sóng trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xoay quanh những nội dung đáng chú ý về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, trong đó có những thông tin nổi bật sau đây. Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết. Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Lý do khiến Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Putin ngày 30 tháng 9 đã ký các hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào Nga. Ông Putin tuyên bố những người dân sống ở 4 vùng này đã trở thành công dân của chúng tôi mãi mãi và khẳng định Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ mới bằng tất cả phương tiện sẵn có. Về phần mình, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích động thái của Nga, cảnh báo sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ và buộc Nga phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Còn Mỹ và các đồng minh châu Âu coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo giới phân tích, động thái này của Nga sẽ khiến tình hình chiến sự diễn biến phức tạp hơn và tạo ra trở ngại lớn đối với cuộc đàm phán giữa Moscow với Kiev nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị phù hợp. Cây bút Matthias Mai của National Interest cho rằng có hai lý do khiến Nga nhanh chóng sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia có diện tích khoảng 100.000 km2, tương đương 15% tổng diện tích Ukraine. Thứ nhất, Nga nhiều khả năng muốn ngăn chặn Mỹ và đồng minh tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch phản công của Ukraine. Sau khi Ukraine phát động song song hai cuộc phản công lớn tại phía Bắc và phía Nam nước này, Nga đã phải rút quân khỏi nhiều địa điểm thuộc vùng Kharkov. Tuy vậy, quân đội nước này đã ngăn cản được đà tiến của lực lượng Ukraine tại Kherson. Sắc lệnh động viên một phần mà Tổng thống Putin ban bố hồi đầu tháng này là một phần trong nỗ lực củng cố kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang chiếm giữ và củng cố các tuyến liên lạc khi mùa đông gần đến. Nếu như ở Kharkov, các lực lượng Ukraine có thể nhanh chóng áp đảo một số đơn vị Nga vốn có ít binh sĩ và vũ khí, thì tại Donbass và Kherson, Kiev khó lòng vượt qua được các vị trí cố thủ của Nga. Moscow dường như đang đánh cược rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không muốn nguy cơ chiến sự leo thang có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân. Do vậy, thay vì chuyển giao thêm khí tài quân sự tiên tiến hơn, họ sẽ buộc Kiev chiến đấu với những loại vũ khí mà họ đã cung cấp cho đến thời điểm hiện tại. Thứ hai, việc sáp nhập 4 khu vực này sẽ được coi là một phần thắng lợi của Tổng thống Putin trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Điều đó không chỉ giúp trấn an dư luận trong nước, mà còn giúp Moscow có lý do để tránh giao lại lãnh thổ Ukraine trong bất cứ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tổng thống Putin có lẽ cho rằng các lực lượng Nga có thể khiến quân đội Ukraine suy giảm sức chiến đấu trong vài tháng tới và buộc Kiev phải tiến đến bàn đàm phán hòa bình cũng như phải chấp nhận điều khoản sáp nhập lãnh thổ của Nga. Một số chuyên gia khác lại cho rằng đây là bước chuẩn bị cho lệnh tổng động viên có thể được ban bố sau khi Quốc hội Nga hoàn tất thủ tục pháp lý để sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine dự kiến vào đầu tháng 10 tới. Ông Ivan Fedorov, cựu thị trưởng thành phố Mariupol do Nga kiểm soát cũng cho rằng mục đích sau quyết định sáp nhập của Nga là để huy động người Ukraine phục vụ cho chiến dịch quân sự. Xung đột đang ở giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhà phân tích Matthias Mai lưu ý, việc huy động thêm lực lượng dự bị có thể giúp Nga giành được lợi thế trên chiến trường trong thời gian tới. Nhưng điều đó không hề ngăn cản được các nhà hoạch định chính sách của Mỹ tăng cường viện trợ cho Ukraine, chẳng hạn như cung cấp thêm vũ khí tiên tiến hơn để giúp Kiev thu hẹp khoảng cách về năng lực chiến đấu với quân đội Nga. Ukraine chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của Moscow và từ bỏ cuộc chiến nếu Mỹ cùng đồng minh tiếp tục cung cấp cho họ một số lượng lớn viện trợ quân sự. Đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Washington muốn rút chân ra khỏi cuộc chiến ủy nhiệm. Các quan chức trong chính quyền Biden cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả thảm khốc nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nói cách khác, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ khiến Mỹ đáp trả mạnh mẽ. Các động thái ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ có thể dễ dàng vượt qua tầm kiểm soát và khiến cuộc xung đột tại Ukraine lan rộng. Sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng không phải với Tổng thống Putin. Với tuyên bố này, nhiều khả năng sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán cũng như công thức chính trị nào có thể giải quyết những lo ngại về an ninh của cả hai bên để chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin sẽ không tự nguyện từ bỏ quyền kiểm soát đối với 4 khu vực vừa được sáp nhập.
còn Ukraine tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu để giành lại vùng lãnh thổ đã mất. Nga từng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine và việc nước này sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine đã làm dấy lên câu hỏi Moscow sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc tấn công vào những khu vực này. Không ai biết ông Putin có thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, nhưng rõ ràng ông ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho phương án này. Thomas Pickering, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận định. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan ngày 30 tháng 9 cho biết Mỹ nghiêm túc trước các mối đe dọa hạt nhân từ Nga, nhưng chưa thấy có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Giới phân tích cho rằng chiến sự sẽ diễn biến khó lường khi giờ đây Nga coi 4 tỉnh của Ukraine là lãnh thổ của mình. Về mặt lý thuyết, nếu Ukraine tấn công các khu vực, thì đây sẽ là lần đầu tiên một cường quốc hạt nhân bị tấn công và có nguy cơ mất lãnh thổ. Một câu hỏi khác là liệu Nga có tiếp tục theo đuổi mục tiêu mà họ đặt ra từ đầu cuộc xung đột là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass hay không? Điện Kremlin đã tập trung vào Donbass kể từ giai đoạn 2 của cuộc chiến, song vẫn chưa rõ liệu Nga có để ngỏ khả năng chấm dứt giao tranh nếu giành được mục tiêu này hay không. Theo cái bút Mastiumai, cuộc chiến Nga-Ukraine đang ở giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết và rất khó hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến sĩ Volodymyr Oskut, Đại học Trung Âu CEU tại Áo dự đoán Nga sẽ tìm cách gia tăng hành động quân sự trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11. Khi đó, khả năng ứng phó của Ukraine sẽ phụ thuộc vào tốc độ hỗ trợ vũ khí hạng nặng từ phương Tây. Còn với quân đội Ukraine, trước mắt, họ có thể tiếp tục phản công cũng như tiến hành cuộc tập kích vào những vị trí và tuyến hậu cần của Nga trên các vùng lãnh thổ mà nước này vừa sáp nhập. Lý do thủ lĩnh Chechnya Kadyrov khóc khi nghe ông Putin phát biểu. Ông Ramzan Kadyrov, đứng đầu Cộng hòa Chechnya đã khóc khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký thỏa thuận sáp nhập vào vùng lãnh thổ mới vào Nga, phóng viên Sputnik đưa tin. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Nga. Những người tham dự, các đại biểu từ cả hai viện của Quốc hội Nga, người đứng đầu các khu vực của đất nước, thành viên chính phủ và thành viên của phủ tổng thống. Lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Putin, thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov đã ngẩng cao đầu và cố gắng nhìn ra chỗ khác khi trào nước mắt vì xúc động. Ở thời điểm đó, ông Putin phát biểu rằng mối liên kết tâm linh linh thiêng được mọi người truyền lại cho con cháu, bất chấp mọi thử thách, mang theo tình yêu đối với nước Nga qua bao năm tháng và không kẻ nào có thể hủy tình cảm này trong chúng ta. Pháp gửi lựu pháo mà Đan Mạch từ chối cho Ukraine. Kiev có thể nhận được tới 12 khẩu lựu pháo Kassa từ Paris, vốn được sản xuất dành cho Đan Mạch. Tờ Le Monde của Pháp ngày 1 tháng 10 đưa tin, Pháp được cho là đang chuẩn bị chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, có thể bao gồm từ 6 đến 12 lựu pháo tự hành Kassa. Theo tờ báo, loại pháo này ban đầu dành cho Đan Mạch, nhưng Copenhagen cho rằng không phải tất cả chúng đều đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết. Le Monde cho hay, thỏa thuận chuyển giao lựu pháo Kassa là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài giữa Pháp, Ukraine và Đan Mạch, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev ban đầu đã yêu cầu 15 xe lựu pháo. Theo tờ báo Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã phản đối ý tưởng cung cấp lựu pháo từ kho vũ khí của quân đội cho Ukraine vì Paris trước đó đã gửi 18 khẩu Kassa tới Kiev, chiếm gần 1/4 tổng kho vũ khí, gồm 76 khẩu Kassa của Pháp. Tờ Le Monde cho biết, thay vào đó, Pháp quyết định cung cấp cho Ukraine những khẩu lựu pháo được Đan Mạch đặt hàng từ năm 2017, đồng thời cho biết thêm rằng Copenhagen đã đồng ý từ bỏ đơn hàng vì các loại pháo được đặt hàng vẫn đang trong quá trình kiểm định kỹ thuật và ít nhất một số trong số đó không đáp ứng được các thông số kỹ thuật yêu cầu do phía Đan Mạch đưa ra. Kiev ban đầu còn do dự trong việc chấp nhận các lựu pháo Kassa mà Đan Mạch từ chối, nhưng cuối cùng đã đồng ý tiếp nhận chúng. Các chi tiết của việc chuyển giao vẫn đang được hoàn thiện. Nhưng một thỏa thuận chính trị giữa Tổng thống Macron, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đạt được. Tờ Le Monde nói rằng những khẩu Kassa dành cho Đan Mạch nặng gần gấp đôi những chiếc mà Pháp sử dụng, 32 tấn so với 18 tấn. Ngoài ra, điểm khác biệt còn là chúng được lắp trên xe 8 bánh chứ không phải xe 6 bánh, có thể chở tới 36 viên đạn pháo thay vì 18 viên và cabin của chúng có lớp giáp nặng hơn. Cả Điện Elysi và Bộ Quốc phòng Pháp đều chưa bình luận về thông tin nói trên. Đầu tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine trị giá 12 tỷ đô la Mỹ. Gói này dành 4,5 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraine và 3 tỷ đô la Mỹ cho vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong khi khoản còn lại được dành để bổ sung vũ khí Mỹ đã gửi đến Ukraine và cho phép chuyển thêm vũ khí từ các kho dự trữ của Mỹ.
ngày 29 tháng 9, các nhà lãnh đạo của hai nước Cộng hòa tự xưng Donbass và các vùng Kherson và Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine đã ký hiệp ước gia nhập Nga tại Moscow. Ukraine và các nước đồng minh, NATO và Liên Hợp Quốc đã bác bỏ việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình, bao gồm cả những vùng mới sáp nhập bằng mọi phương tiện và đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia phương Tây không nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine. 10 phút của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!